Cậu bé Lucas này bị bạn học bắt nạt trước mặt các bạn nữ. Lucas nói cậu chờ đấy, tôi gọi đồng đội đến. Không ngờ là đồng đội của Lucas không phải người, mà là một sinh vật nửa người nửa thú. Nhưng bạn sẽ không thể ngờ, một tuần trước, con quái vật này vẫn là bố của Lucas. Scott là một người tốt, quanh năm đưa cậu con trai út Aiden đi làm cùng với đồng nghiệp ở hầm mỏ. Hôm đó, trong hầm có âm thanh kỳ lạ truyền đến, ai người đi sâu vào trong thăm dò. Sự tò mò đã khiến người đồng nghiệp bỏ mạng, Scott bị thương nặng dẫn Aiden chạy về nhà. Sự việc đó đã khiến Scott mắc một căn bệnh lạ. Scott cảm thấy mình không xong rồi, liền tự khóa ba lớp cửa. Sau đó ông dặn dò cậu con trai cả Lucas, bất luận bố con nói gì thì con cũng đừng mở cửa nhé. Đêm đó Lucas lại mở cửa, Scott liền lôi Aiden vào trong phòng. Lucas tuyệt vọng khóc lớn bởi vì Aiden cũng bị nhiễm bệnh rồi. Từ đó trở đi, Lucas ban ngày thì đi học, tan học đi đặt bẫy. Nhìn thấy một con lừng mật ở bờ sông, liền nhặt hòn đá lên, sau khi đánh ngất nó thì kéo đuôi mang đi. Con chó chết ở bên đường bốc mùi hôi thối, cậu bé lại lấy túi bóng ra rồi mang trở về nhà. Sau đó đội chiếc mũ gắn đèn của công nhân mỏ, leo lên can gác tối tăm rồi đặt khay đồ trên sàn nhà. Scott bò lại gần, ăn ngấu nghiến rồi lại biến mất vào trong bóng tối. Aiden cũng bò ra ăn mấy miếng, Lucas an ủi em trai mấy câu mới đưa họ về phòng được rồi khóa chặt cửa lại. Đương nhiên chỗ thức ăn này không đủ, cứ đến nửa đêm trong phòng lại truyền đến âm thanh cầu cứu của em trai. Lucas còn có thể làm gì đây, cậu chỉ đành đeo tai nghe vờ như không nghe thấy gì. Một thời gian sau Lucas gầy đến mức da bọc xương, cô hiệu trưởng Ellen không thể làm ngơ được. Nhưng Ellen không thể ngờ rằng chuyến viếng thăm này suýt chút nữa lấy mạng bà. Cô Ellen đi lên tầng mở cửa ra, trước tiên nhìn thấy Aiden gầy gò xương sầu, sau đó bị quát đẩy ngã ra đất. Thịt tươi đương nhiên khác hẳn với thịt thối. Sau khi ăn thịt người, cơ thể của Scott xảy ra nhiều biến đổi, con quái vật mà người Gigan kể đã sống lại rồi. Bang Oregon, Mỹ, đây vốn là nơi người Gigan sinh sống, liên tiếp xảy ra những vụ án quái vật tấn công người. Đầu tiên là viên cảnh sát Duncan đã về hưu này, phát hiện một xác chết trong rừng, ông lập tức liên hệ với nhân viên trước đây của mình, chính là cảnh sát trưởng Paul, cái xác được mang về cục cảnh sát. Pháp y sau khi kiểm tra thì cảm thấy có điểm mâu thuẫn, bởi vì xét về góc độ thương tích, đây chắc chắn là do một con dã thú to lớn làm ra, nhưng trên xương của thi thể chỉ để lại dấu răng của người. Lại có nạn nhân thứ hai, cảnh sát trưởng nhận được báo án của người thân cô Ellen, nói cô Ellen sau khi đến nhà học sinh thì không về nhà nữa. Kết quả cảnh sát trưởng dựa theo thông tin, trên tầng các mái nhà học sinh Lucas tìm thấy một nửa thi thể của cô Ellen. Càng kỳ lạ hơn là, bố của Lucas là Scott cũng nằm ở bên cạnh. Cơ thể không nguyên vẹn, chỉ còn lại một bộ xương bị xẻ ra. Vụ án trở nên kỳ lạ hơn nhiều, cảnh sát trưởng Paul chỉ đành cầu xin sự trợ giúp của ông Duncan. Lúc này ông Duncan lấy ra một chiếc sừng nhặt được ở hiện trường, rồi kể một truyền thuyết từ thời xa xưa. Người Gigan đã từng nhìn thấy một loài quái vật hình dạng giống như con nai. Vốn dĩ họ cũng là người, nhưng sau khi họ ăn não của đồng loại, bị nhiễm chất độc thì có thể biến thành một con quỷ hình dạng giống nai. Cảnh sát trưởng không tin lời của Duncan. Sau đó thi thể của nạn nhân thứ ba lại được tìm thấy. Thi thể tan nát bị kéo lên đường ray, vờ như bị tàu hỏa cán qua, nhưng những vết thương đó rõ ràng là do một con quái vật gây ra. Mà cùng lúc ấy, Lucas nói với cô chủ nhiệm Julia, con quái vật trong lời kể của cảnh sát trưởng chính là bố của cậu bé, ông ấy bị biến đổi sau khi mắc một căn bệnh lạ. Ở bên này, một viên cảnh sát đang trong ca trực, anh ta nghe thấy tiếng gầm khủng khiếp. Trước tiên là liên lạc với cảnh sát trưởng, sau đó vào nhà kiểm tra, viên cảnh sát phát hiện em trai của Lucas Layden đang ở dưới sàn nhà, sau đó bị quái vật đâm xuyên tim từ đằng sau. Đột ngột bị mất liên lạc, cảnh sát trưởng cảm thấy không ổn, ông lập tức lái xe đi đến nhà Lucas thì phát hiện thi thể của viên cảnh sát trong nhà kho, không còn ai khác nữa. Dù cảnh sát trưởng đã cố gắng tấn công con quái vật, tiếc là ông bị thương quá nặng, cuối cùng không thể chiến đấu được nữa. Nhưng không thể ngờ, Julia đến đây đã cứu được em trai của Lucas, vô tình trở thành nhân vật quan trọng cuối cùng trong vụ án quái vật này. Nếu như phải bình chọn top 10 về độ chơi liều, Julia mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Vài ngày trước, cô vẫn là một cô giáo bình thường, phụ trách dạy các cháu viết văn. Hơn nữa, Julia còn bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Lên năm nhất đại học thì mẹ cô qua đời, bố cô biến thành một người ngày càng tồi tệ. Julia bỏ lại em trai Paul và bỏ nhà ra đi. 20 năm sau, cô lại quay về, than thở với Paul về cuộc sống bấp bênh. Paul lại mở lòng tiếp nhận chị gái, để cô ở lại làm giáo viên. Ở trên lớp, Julia bắt đầu chú ý đến Lucas. Trời đã sang thu từ lâu, các bạn đã mặc quần áo ấm áp. Lucas lại ăn mặc mỏng manh, mặt mày trắng bệch. Xem ra nhất định gia đình cậu chính là nguyên nhân. Hiệu trưởng Ellen khuyên cô đừng lo chuyện bao đồng. Bố của Lucas là một người nghiện ma túy, cậu còn có em trai tên Aiden, bỏ học để ở nhà giúp Scott làm việc. Nhưng cô giáo Julia không yên tâm. Cô đi theo cậu bé, mời cậu bé đi ăn kem cùng mình. Đến khi cô giáo Julia tìm đến nhà Lucas, cô vốn muốn thăm nhà học sinh nhưng bị âm thanh sau cánh cửa dọa sợ bỏ chạy. Sau đó chỉ trong vài ngày, thị trấn nhỏ này liên tiếp xảy ra án mạng.
thi thể vô danh, thi thể của cô hiệu trưởng Ellen, còn có thi thể của bạn học của Lucas, đều bị cắn xé rất nghiêm trọng, xem ra rất giống quái vật tấn công. Pháp y điều tra ra được đây là dấu răng của người. Lucas nói với cô giáo Julia, những chuyện này đều do bố mình làm. Cảnh sát trưởng đã về hưu cũng chứng minh, God đã biến thành quái vật nửa người nửa nai trong truyền thuyết từ lâu. Vừa nhắc quái vật thì quái vật đến. Đêm đó quái vật âm thầm ra tay, trước tiên giải quyết viên cảnh sát, sau đó khiến cảnh sát trưởng bị thương rồi đưa Lucas đi. Julia đã coi Lucas như con trai nuôi của mình, đương nhiên cô sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô biết nguyên nhân God bị nhiễm bệnh là ở hầm mỏ, không còn cách nào đánh đi vào trong xem thử. Đúng như dự đoán của cô, quái vật đang ở trong hầm. God lúc này hoàn toàn không phải con người nữa, đến nơi đen bé nhỏ cũng bắt đầu biến đổi. May mà Julia nhớ lại được một chi tiết trong truyền thuyết, cô phi thanh sắt chúng vào bộ phận quan trọng của nó. Sau đó cô mở lồng ngực của quái vật, cắt bỏ trái tim sáng rực đang đập của nó. Để phòng trừ hậu quả sau này, Julia bảo Lucas quay lưng lại, dù không muốn nhưng vẫn phải đưa tiện Aiden đáng thương đi. Chỉ là có mơ cô cũng không thể ngờ, em trai của mình là Paul đang bắt đầu quá trình biến đổi. Bộ phim đến đây là kết thúc, nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại mọi người!